Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vẫn trong buổi chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh tiếp tục lại được đón một vị khách. Vâng, vị khách xin giấu mặt. Vâng, bác Hoàng Mạnh Trức, bác đến từ thành phố Lạng Sơn. Bác có về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh sắm cho mình một cặp loa Onkyo Monitor 2000X vừa về tối hôm qua, và hôm nay bác cũng đã về đến tận cửa hàng thẩm âm và sắm cho mình một cặp loa. Trắng còn tôi nhung nhớ, tôi xin cúi mặt trả lại mối tình cho người, người đã cho tôi biết đỡ đau. Để gì vàng chẳng còn tôi nhung nhớ. Cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh đã thông báo cho quý vị và các bạn có cặp loa Onkyo Monitor 2000X về với cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh ngày 9 tháng 5 năm 2018. Vâng, bác Trước cũng đã điện và cho Âm thanh Đức Hạnh để đặt cho mình một cặp loa Onkyo Monitor 2000X ngày 10 tháng 5 năm 2018. Vâng, do công việc của bác nên bác xin được giấu mặt. Âm thanh Đức Hạnh cũng làm clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Cặp loa Onkyo Monitor 2000X cũng đã có chủ theo bác Trước về thành phố Lạng Sơn. Vâng, bác vượt một chặng đường cũng khá dài về đến trung tâm Âm thanh Đức Hạnh. Vào thời điểm này cũng tầm hơn 3 giờ rồi nhỉ? Vâng, hơn 3 giờ chiều. Bác sắm cho mình một cặp loa Onkyo Monitor 2000X. Vâng, hiện diện bên cửa hàng vẫn có một vị khách. Anh đến từ đâu nhỉ? Anh ở tại trung tâm Sao Đỏ. Về tận cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh đang thẩm âm và sắm cho mình những sản phẩm mà anh yêu thích nhất. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.